Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Tiếng Trung Không Khó của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang bài 13 trong quyển giáo trình Hán ngữ 1 quyển thượng. Bài 13 chúng ta sẽ tìm hiểu về câu vị ngữ tính từ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với định nghĩa thế nào là câu vị ngữ tính từ. Vậy câu vị ngữ tính từ chính là câu mà thành phần vị ngữ là tính từ và dùng để miêu tả và đánh giá sự vật. Hôm trước chúng ta đã có học câu vị ngữ danh từ rồi đúng không ạ? Nghĩa là thành phần vị ngữ của nó là danh từ đảm nhiệm. Còn hôm nay chúng ta học câu vị ngữ tính từ, có nghĩa là thành phần vị ngữ của nó do tính từ đảm nhiệm nhá. Và có nó dùng để miêu tả và đánh giá sự vật. Ví dụ, Hán chữ hẳn nán. Hán chữ hẳn nán nghĩa là chữ Hán rất khó. Đó, là miêu tả đánh giá chữ Hán rất khó nhá. Và cái cấu trúc thể phủ định của nó chính là pu cộng với tính từ đằng sau. Pu cộng tính từ đằng sau. Chúng ta sẽ có ví dụ như sau là ủa pu móng. Ủa pu móng là tôi không bận. Hàn yǔ bú tài nán. Hàn yǔ bú tài nán, tiếng Hán không khó lắm. Dạ, tiếng Hán không khó lắm. Vậy đây là thể phủ định của nó. Và tiếp theo là thể nghi vấn. Thể nghi vấn của câu vị ngữ tính từ đó là mình sẽ thêm ma và đằng sau câu trần thuật thôi. Nghĩa là chủ ngữ cộng tính từ và cộng với ma. Hoặc là chủ ngữ cộng tính từ cộng phụ cộng tính từ. Ở đây là chúng ta có nhớ cái câu là ví dụ như là chủ phụ chủ này. Chủ phụ chủ móng bù móng đúng không ạ? Nghĩa là cái mình sẽ lặp lại cái động từ hoặc tính từ của nó và thêm bù ở giữa nhá. Gọi là câu trước mình sẽ gọi là câu nghi vấn chính phản đúng không ạ? Câu nghi vấn chính phản. Ví dụ nǐ qù bú qù, câu nghi vấn chính phản của động từ. Còn ở đây thì thay thế cái động từ đấy bằng danh từ thì mình sẽ cũng có một cái câu nghi vấn đó. Ví dụ này, nǐ de gōng zuò móng ma? Nǐ de gōng zuò móng ma? Nǐ de gōng zuò có nghĩa là công việc của bạn có bận không? Đó, công việc của bạn có bận không? Và ví dụ tiếp theo là nǐ móng bù móng? Nǐ móng bù móng? Bạn có bận không? Đó, nó sẽ bằng với câu gì ạ? Nǐ móng ma? Đúng không ạ? Nǐ móng ma? Bằng với câu nǐ móng bù móng nhá. Đây là sử dụng khẳng định và phủ định. Đó, dùng khẳng định và phủ định thì sẽ tạo thành một câu nghi vấn. Ok, tiếp theo chúng ta có một chú ý đó là trong câu vị ngữ tính từ thì không được thêm shì vào giữa chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ chúng ta không nói là 我是很忙 nhá, mà chúng ta chỉ nói là 我很忙 thôi. 我很忙, không được thêm shì vào câu vị ngữ tính từ này. Chú ý tiếp theo là trước tính từ thường có phó từ. Nếu không có phó từ thì câu không mang ý nghĩa miêu tả mà mang ý nghĩa so sánh. Đấy, các bạn cứ ghi vào trước đã nhá. Mình đọc lại này. Trước tính từ thường có phó từ. Nếu không có phó từ thì câu không mang nghĩa miêu tả mà mang ý nghĩa so sánh. Ví dụ nhá. Đây. Chưa cơ hàn zì hẳn nán. Chưa cơ hàn zì hẳn nán. Cái chữ Hán này rất khó. Được chưa? Chữ Hán này rất khó. Ở đây có từ khẩn. Khẩn là phó từ rất đúng không ạ? Trong câu này có mang phó từ khẩn. Thì cái câu này mang ý nghĩa là miêu tả. Miêu tả thôi. Miêu tả là cái chữ Hán này rất là khó. Được chưa? Còn ví dụ thứ hai là chưa cơ hàn zì nán. Chưa cơ hàn zì nán nghĩa là cái chữ Hán này khó. Trong câu này mình không có phó từ, đúng không ạ? Thì cái ý nghĩa của câu này sẽ mang ý nghĩa là so sánh nhá. Mình dịch ý nghĩa tiếng Việt ra mình cũng hiểu đúng không ạ? Cái chữ Hán này khó, nghĩa là hàm ý là có cái chữ Hán khác không khó. Được chưa? Chưa có khăn chữ nán. Đó, mình dịch là chữ Hán này khó. Đó, và bao hàm cái ý nghĩa là sẽ có cái chữ Hán khác dễ, đúng không? Nghĩa là chữ Hán khác không khó. Còn ở trên, mình nói lại nhé, ở trên là câu này mang phó từ khẩn.
Thường thường cái câu vị ngữ tính từ sẽ có phó từ này. Đấy, chưa có hạn từ hẳn nán. Cái chữ hán này rất khó thì mang ý nghĩa miêu tả nhé. Còn nếu mà không có phó từ thì nó sẽ mang ý nghĩa so sánh này. Chưa có hạn từ nán nghĩa là cái chữ hán này khó. Và hàm nghĩa là mang ý nghĩa so sánh là hàm ý. Hàm ý là có cái chữ hán khác không khó. Được chưa? Rồi tiếp theo. Câu nghi vấn chính phản này. Câu nghi vấn chính phản của cái câu vị ngữ tính từ này thì nó sẽ bằng với câu dùng ma, giống như vừa nãy đúng không ạ? Nỉ móng phủ móng. Nỉ móng phủ móng là câu nghi vấn chính phản của tính từ này, sẽ bằng với câu ma. Câu sử dụng ma là nỉ móng mắt, đúng không ạ? Và đây là câu kết hợp giữa hình thức khẳng định và phủ định của thành phần chủ yếu của vị ngữ động từ hoặc tính từ đó. Trước là mình có học cái câu nghi vấn chính phản của động từ rồi đúng không ạ? Là ví dụ nǐ qù bú qù, bạn đi hay không, bằng với nǐ qù ma, đúng chưa ạ? Và hôm nay mình học câu vị ngữ tính từ thì nó cũng có cái câu nghi vấn chính phản đó, nghĩa là nó sẽ dùng tính từ ở vị ngữ, đó là ví dụ nǐ móng pù móng thì nó sẽ bằng nǐ móng ma, nǐ móng ma, được chưa ạ? Rồi. Đây cái hình thức của nó là a pù hoặc là mấy cộng với a, nghĩa là lặp lại tính từ này. Nó lại tính từ và ở giữa sẽ thêm pù hoặc là mấy. Ví dụ này, jīn tiān xiàwǔ nǐ lái, nǐ tā lái mấy lái. Jīn tiān xiàwǔ tā lái mấy lái là chiều nay anh ấy có đến hay không. Tiếp theo này, nǐ shì bú shì lǎo shī, nǐ shì bú shì lǎo shī, bạn có phải là giáo viên không. Hoặc cái câu này nǐ shì bú shì lǎo shī thì mình có thể sắp xếp là nǐ shì lǎo shī bú shì, đúng không? Nǐ shì lǎo shī bú shì, câu này cũng đúng nhá. Nên là hai, mình có thể sắp xếp cái từ bú shì này ở cuối câu, hoặc là mình sẽ sắp xếp liền với từ shì bú shì này nhá, shì bú shì, hoặc là tách ra bú shì đặt cuối câu đều đúng nhá, đều có mang ý nghĩa là bạn là giáo viên phải không. Rồi tiếp theo này, yǒu jú lǐ zhè yuán bù yuán. Yǒu jú lǐ zhè yuán bù yuán nghĩa là bưu điện. Lý là cách này, cách khoảng cách đấy, cách. Zhè, zhè là đây này, chỗ này đúng không ạ? Bưu điện cách đây xa không? Yuán là xa này, yuán bù yuán có xa không? Yǒu jú lǐ zhè yuán bù yuán, bưu điện cách đây xa không? Ví dụ tiếp theo, nǐ qù bú qù yín hǎng, bạn đi ngân hàng không? Bạn có đi ngân hàng không đấy? Và mình cũng có thể sắp xếp bú qù đặt ở cuối câu và nó tạo thành là nǐ qù yín hǎng bú qù, nǐ qù yín hǎng bú qù, đều đúng nhá. Tiếp theo, khi mà chúng ta đã dùng câu hỏi chính phản mà không khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc câu hỏi chính phản này thì mình sẽ không được dùng ma nữa nhá. Mình sẽ không được dùng ma nữa. Rồi. Và tiếp theo là hình thức chính phản của động từ yǒu là mấy yǒu. Đó, ví dụ này. Zhè lǐ yǒu mấy yǒu cǎo mấy. Zhè lǐ yǒu mấy yǒu cǎo mấy. Có nghĩa là ở đây có dâu tây không? Được chưa? Cǎo mấy là dâu tây này. Zhè lǐ là ở đây. Yǒu mấy yǒu, yǒu là có đúng không ạ? Và hình thức chính phản của động từ yǒu là mấy yǒu. Vậy chúng ta sẽ có là yǒu mấy yǒu. Zhè lǐ yǒu mấy yǒu cǎo mấy, nghĩa là ở đây có dâu tây hay không. Chú ý tiếp theo này, nếu trong câu có động từ năng nguyện thì lặp lại động từ năng nguyện. Động từ năng nguyện có nghĩa là ví dụ như là xiáng này, yào này, nấng này, khỏe, nghĩa là muốn này, cần này, có thể này, hoặc là biết này, sẽ, đúng không? Khỏe, biết. Khỏe là biết này. Ví dụ này, 你想不想喝一杯水? 你想不想喝一杯水? Bạn có muốn uống một cốc nước không? Đúng không? Bạn có muốn uống một cốc nước không? Thì ở đây chúng ta sẽ không lặp lại động từ nhá. Ở đây chúng ta sẽ không lặp lại động từ khơ. Mà khi mà có những cái động từ năng nguyện này này, ví dụ như xiảng này, thì chúng ta sẽ lặp lại động từ năng nguyện nhá. Chúng ta lặp lại động từ năng nguyện.
thì sẽ thành là 你想不想喝一杯水? Ví dụ tiếp theo, 你会不会说汉语? 你会不会说汉语? Nghĩa là bạn có biết nói tiếng Hán không? Bạn có biết nói tiếng Hán không? Vậy ở đây có từ 会, 会 là biết. 会 là biết này. Là động từ năng nguyện thì mình sẽ phải lặp lại động từ năng nguyện, chứ không được lặp lại động từ xua là nói nhá. Chúng ta không lặp lại động từ xua mà chúng ta phải lặp lại động từ năng nguyện. Dạ. Đó là các chú ý này. Tiếp theo chúng ta có cái ứng dụng của cái câu hỏi chính, của cái câu nghi vấn chính phản này. Ví dụ nhỉ, học bù họ xím bù xím, đó là cái câu để dùng để hỏi là có được hay không, để xin phép nhá, để xin phép hoặc hỏi ý kiến người khác. Ví dụ này, 你给我买一斤苹果好不好? Đó, chúng ta dùng 好不好 đặt ở cuối câu để kiểu như xin phép hoặc hỏi ý kiến, nhờ vả cũng được nhá. Mình dịch câu này này, 你给我买一斤苹果好不好? Nghĩa là bạn mua cho tôi một cân táo có được không? Đó, đây là nhờ vả đúng không ạ? Tiếp này, 我们明天去公园玩行不行? 我们明天去公园玩行不行? Chúng ta ngày mai đi công viên chơi nhé, có được không? Đúng không? Ngày mai chúng ta đi công viên chơi có được không? Đó, đây là ứng dụng của câu nghi vấn chính phản nhá, là dùng 好不好 hoặc 行不行 đặt ở cuối câu để tạo thành một cái câu xin phép này, hỏi ý kiến này hoặc nhờ vả. Tiếp theo là từ cụm 是不是 hoặc là 对不对, nghĩa là mang ý nghĩa xác nhận là có đúng hay không, có phải không, cũng đặt ở cuối câu nhé. Ví dụ này, 这是你的钱包对不对? Đây là ví của bạn, có đúng không? Hoặc là 你吃过北京烤鸭了是不是? Có nghĩa là bạn đã từng ăn cái món vịt quay Bắc Kinh rồi, có đúng không? Được chưa? Đó, thì cái cụm này là cụm 是不是 và 对不对 để mang, để đặt cuối câu và mang ý nghĩa xác nhận nhé. Xác nhận có đúng không? Mình sẽ nói một cái câu câu khẳng định trần thuật ở đằng trước, sau đó mình sẽ cộng với đặt 是不是 hoặc là 对不对 ở cuối để mang ý nghĩa xác nhận có đúng hay không. Và chúng ta có một chú ý là 是不是 có thể đứng trước hoặc sau chủ ngữ, cũng có và cũng có thể đặt ở cuối câu. Đây, ví dụ này, 是不是你吃过北京烤鸭了? Có phải là bạn đã từng ăn vịt quay Bắc Kinh đúng không? Đúng không? Hoặc là chúng ta có thể để 是不是 ở sau chủ ngữ. Mình sẽ có câu là 你是不是吃过北京烤鸭了? Đó, bạn có phải đã ăn đã từng ăn vịt quay Bắc Kinh rồi đúng không? Rồi. Đó, bây giờ và chúng ta nhắc lại một lần nữa nhé. Cái ứng dụng của câu nghi vấn chính phản này có các cụm này, 好不好, 行不行 là đặt cuối câu để xin phép hoặc hỏi ý kiến hoặc nhờ vả nhé. Còn cái cụm 是不是 hoặc 对不对 cũng đặt cuối câu để mang ý nghĩa xác nhận này. Và riêng cái thằng 是不是 thì chúng ta có cái vị trí của nó có thể thay đổi. Thứ nhất, nó có thể đứng đầu câu. Thứ hai là có thể đứng sau chủ ngữ. Và thứ ba, có thể đặt ở cuối câu. Được chưa? Và tiếp theo, một cái phần cũng rất là quan trọng trong bài 13 này, đó là kết cấu chữ tơ. Kết cấu chữ tơ, chúng ta ghi cái định nghĩa trước nhá. Kết cấu chữ tơ là cái kết cấu lược bỏ trung tâm ngữ đằng sau tơ. Khi trung tâm ngữ là đã được nhắc đến ở phía trước hoặc mọi người đều ngầm hiểu trung tâm ngữ đó là gì. Đấy. Kết cấu chữ tơ có nghĩa là mình sẽ lược bỏ cái trung tâm ngữ ở đằng sau tơ đi nhá. Và khi đó thì sẽ bao hàm cái ý nghĩa là cái người nghe và người nói cũng đều đã ngầm hiểu cái trung tâm ngữ đó là gì rồi.
thì mình sẽ lược bỏ được đi nhá. Ví dụ này, 这些箱子是谁的? 这些箱子是谁的? 新的是朋友的, 旧的是我的. Câu này chúng ta dịch là những cái vali này là của ai? Sấy tờ là của ai? Tờ ở đây là sở hữu đúng không ạ? Là của ai này? Những cái vali này là của ai? Xin tờ sư phong yô tờ. Những cái mới là của bạn. Còn những cái cũ chưa tờ sư của tờ. Còn cái cũ thì là của tôi. Đúng chưa? Vậy thì cái câu ở dưới này này và cái câu ở trên người ta cũng đã lược bỏ rồi. Bởi vì ở đằng trước đã nhắc đến cái từ xiang zi này. Cái trung tâm ngữ ở đây chính là xiang zi đúng không ạ? Là cái vali. Cái vali này, zhe xie xiang zi, cái vali này, những cái vali này là ví dụ như là mình nói một câu mà không bỏ cái trung tâm ngữ đấy nhé, thì mình lại nói là mình phải nói là zhe xie xiang zi shi shui de xiang zi, đúng không? Zhe xie xiang zi shi shui de xiang zi. Là những cái hòm này là cái hòm của ai, được chưa? Và trả lời là xin tờ xiang zi shi peng you de xiang zi, jiu de xiang zi shi wo de xiang zi. Đó, thì là rất là dài đúng không ạ? Mà trong khi đó hai cái người nói chuyện với nhau đã nhắc đến cái xiang zi này ở trước rồi. Và đằng sau thì thế nên đằng sau người ta có thể lược bỏ đi. Đó, lược bỏ đi khi đó hai người đó đang nói chuyện với nhau đã ngầm hiểu được là cái đằng trung tâm ngữ đằng sau tợ là cái gì rồi, đúng không ạ? Chính là xiang zi, đúng không ạ? Đó, các bạn hiểu được cái kết cấu chữ tợ chưa? Kết cấu chữ tợ có nghĩa là mình sẽ lược bỏ cái trung tâm ngữ đằng sau tợ đi mà người nói và người nghe đã hiểu, đã ngầm hiểu cái trung tâm ngữ đó là gì rồi này. Hoặc là mình đã nhắc đến cái trung tâm ngữ đó đằng trước câu rồi, đúng không? Đằng đầu câu rồi, thế nên đằng sau mình có thể lược bỏ đi mà cả hai bên vẫn hiểu được ý nghĩa của câu. Được chưa? Tiếp tục ví dụ nhá. Zhe shi shui de shu? Zhe shi shui de shu? Wo ba ba de. Wo ba ba de. Đây là sách của ai? Đúng không? Câu đầu tiên vẫn là bình thường đúng không? Đây là sách của ai? Wo ba ba de. Của bố tôi, đúng không? Nghĩa là nếu mà mình không lược bỏ thì mình sẽ nói là của ba bà tờ su, đúng không ạ? Nhưng mà vì hai người đã ngầm hiểu cái trung tâm ngữ đó là gì rồi, thế mình có thể lược bỏ đi để câu ngắn gọn hơn, đúng không ạ? Thì là sẽ là của ba bà tờ thôi, là cũng đã hiểu là sách của bố tôi.